Gronai Vlog hay Gronai Podcast, chào thân ái. Cách làm bánh su kem bằng chảo khi không có lò nướng. Yêu thích món bánh su kem, nhưng tại nhà lại không có lò nướng để bạn trổ tài, bạn hãy thử ngay cách làm bánh su kem bằng chảo nhé. Vẻ bề ngoài đơn giản, nhưng bên trong lại chứa đựng hương vị tinh tế, thanh nhẹ, là những gì mà người ta miêu tả về bánh su kem. Loại bánh đến từ nước Pháp xinh đẹp. Bánh su, còn có nhiều tên gọi khác như chúc balacrim profitein hay người việt vẫn gọi là bánh su hột gà lớp vỏ thuộc dòng chúc pastry bánh nhẹ khô ẩm bên trong nhưng giòn và dai bên ngoài ngoài nhân kem truyền thống thì bạn cũng có thể biến tấu bánh su với nhiều loại nhân khác nhau đặc biệt nếu gia đình không có lò nướng bạn vẫn có thể tự tay thực hiện cách làm bánh su tại nhà bằng chảo một cách dễ dàng cùng làm bánh á, hay bánh âu tiềm và hiểu chi tiết công thức dưới đây nhé. mục lục 1. nguyên liệu a. phần vỏ bánh b. phần nhân kem 2. cách làm bánh su kem bằng chảo 1. nguyên liệu a. phần vỏ bánh 300g bột mì 3 quả trứng 75g bơ lạc 20g đường 10g muối B. Phần nhân kem 3 lòng đỏ trứng gà 300ml sữa tươi 20g bột mì 20g bột bắp 100g đường 1 muỗng cà phê vanilla 2. Cách làm bánh su kem bằng chảo Bước 1. Cho bơ vào nồi, đun đến khi bơ tan, thêm đường, vani và muối vào trộn đều. Rây nhẹ nhàng phần bột mì vào hỗn hợp bơ, đảo đều tay, để thu được bột nhuyễn miệng. Bước 2, nhấc nồi xuống bếp, đập lần lượt từng quả trứng, cho vào hỗn hợp bột, trộn đều tay để trứng hòa quyện vào nhau. Chú ý, đập từng quả trứng một, hết quả này, trộn đều rồi đến lượt quả khác. Bước 3, cho bột vào túi bắt kem, rồi nặng tạo hình bánh ra một tờ giấy thấm dầu. Để bánh vào tủ lạnh khoảng 20 phút để bánh định hình. Bước 4, bắt chảo dầu lên bếp đổ ngập dầu, rồi cho bánh vào chiên, đến khi bánh chuyển sang màu vàng nâu, vớt ra để ráo dầu. Bước 5, cho sữa, bột mì, bột bắp, đường, và vani vào nồi. Cho lòng đỏ trứng vào, khuấy thật đều. Nhẹ nhàng khuấy đều, đến khi phần kem đặt sánh lại, và mịn màng, thì tắt bếp. Bước 6, cho nhân kem vào túi bắt, bắt kem vào ruột bánh, là hoàn thành. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cách làm bánh Á hay bánh Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái. MC Donien. Ngày 19 tháng 3 2023.